Tiếp tục sẽ là những ngày miệt mài trả lời câu hỏi của mọi người. Hôm nay thì có một anh vừa mới bình luận thôi. Và vừa rồi thì cũng có khoảng 2-3 bác có gọi điện tham khảo các dòng TV 75 và 85 inch. Và nhân có một số bác đang hỏi thì em sẽ tư vấn, review và so sánh hai cái mẫu TV kích cỡ màn hình 85 inch để phục vụ mọi người. Vừa mới giảm rất là sâu của cả Sony và cả Samsung nữa. Những mẫu mới nhất của 2022. Đây sẽ là hai cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, phục vụ nhu cầu để mọi người có thể xem giải trí cái trận bóng đỉnh cao của World Cup đợt này. 85Q80B của Samsung và 85X85K của Sony. Mời các bạn. Hai sản phẩm ngày hôm nay em quay để các bác xem và tham khảo ạ. Là hai mẫu mới nhất của năm 2022, Samsung Q80B và Sony 85X85K. Tầm này thì các bác đừng tham rẻ và đừng đi mua những cái mẫu đang bán tràn ngập trên thị trường, những dòng TV nội địa Trung Quốc, những dòng TV mà nó mới xuất hiện một vài tháng trở lại đây, đấy, quảng cáo rầm rộ ở trên các nền tảng mạng xã hội đấy. Khi mà mua TV cho gia đình, các bác mua dùng tại nhà hay là các bác mua để phục vụ cái công việc cho tập đoàn, cho công ty, thì thứ nhất là các bác sẽ cần ưu tiên về thương hiệu đã. Cái thương hiệu này nó liên quan tới cái dịch vụ bảo hành sau bán, cái uy tín, cái chất lượng sản phẩm. Và hơn hết là mua cho nhà dùng ấy, thì sẽ phải lựa chọn những dòng TV có cái phân khúc cao cấp, từ cái công nghệ màn hình cho tới cấu hình, hay là cái khả năng hoạt động bền bỉ sau nhiều năm tháng mình sử dụng. Hai cái mẫu sản phẩm em quay là mẫu mới nhất. Và các bác thường thì sẽ lựa chọn tiêu chí sử dụng, lựa chọn tiêu chí của một chiếc TV để mua ấy, thì thường sẽ chọn là gì? Từ hình ảnh này, từ thiết kế, từ hệ điều hành cho tới phụ kiện và khả năng kết nối, khả năng khởi chạy các cái ứng dụng ở trên TV. Và quay để có thể là quay để các bác xem rõ thì em sẽ đi lần lượt từng mẫu TV một. Mẫu đầu tiên em quay thì đây là cái phân khúc TV cao cấp, có thể gọi là cao cấp, bởi vì năm nay thì Samsung sẽ ra làm ba cái phân khúc là TV với công nghệ màn hình LED này, TV với công nghệ màn QLED và cao hơn nữa là TV với công nghệ màn LED QLED. Sắp tới thì Samsung ra mắt thế hệ TV OLED, tuy nhiên thì OLED là dòng nhập khẩu giá thành rất là đắt đỏ. 85Q80B thay thế cho mẫu 85Q80A, một trong những mẫu TV đình đám là mưa làm gió trên thị trường tại thời điểm này năm trước. Thằng Q80A và Q80B thì không có khác nhau gì về cái thiết kế. Đấy, hình dáng ở phía trên và chân đế kim loại nguyên khối ở phía dưới. Đấy, các bác nào đã mua Q80A rồi thì có thể là bình luận tại video cho em một cái nhận xét về chất lượng cũng như độ ổn định của con TV này. Thì 2022 thì trên Q80B, Samsung thì họ chỉ làm một cái phép thay đổi đơn giản là gì? Là thay cái hệ điều hành, thay cái giao diện của màn hình trung tâm trên Q80B mà thôi. Và so với cả con Q80A thì tại thời điểm tháng 11 năm trước thì thời điểm này Q80B đang rẻ hơn khá là nhiều. Câu này thì bên em vừa mới chạy chương trình bắt đầu từ chiều ngày 2 tháng 11. Và cái nhu cầu mà các bác lựa chọn mua cho TV cho gia đình thì thứ nhất là phân khúc cao cấp. Cao cấp ở đây là từ công nghệ màn hình, thiết kế tràn viền ba cạnh, rồi các cái phụ kiện đi kèm như điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời được tích hợp trên Q80B. Thì đó là những cái yếu tố mà theo lời khuyên của em nên lựa chọn. Cái phân khúc QLED với công nghệ Direct Full Array, tức là màn này là màn LED lên, khả năng kiểm soát các block đèn hình, tạo ra độ tương phản, độ sâu của màu đen, rồi các cái chi tiết hình ảnh thể hiện trên màn của Q80B vô cùng sắc nét và chân thực. Và cái vượt trội của màn QLED trên TV Samsung ấy, đó chính là cái độ tương phản và màu sắc nó sống động, nó tươi, rất là đẹp và tạo ra cái cảnh sắc, nó thể hiện cái độ hoàn mỹ của các khung hình của các đoạn video mà các bác đang nhìn, mà em quay đơn thuần là trên điện thoại thôi. Và các bác xem là gì? Xem là với độ phân giải Full HD. Còn các bác mà đứng trực tiếp như em đang đứng trước TV ấy, thì nó còn là độ phân giải 4K nữa cơ, cao gấp 4 lần Full HD. Một số các cái tiêu chí và các tính năng mà nhà sản xuất họ trang bị cho Q80B này thì sẽ bao gồm như sau. Thiết kế bên ngoài thì phía trên là tràn viền ba cạnh. Thứ hai
là chân đế kim loại nguyên khối tạo ra cái độ vững chãi, tạo ra cái độ sang trọng đối với cái màn hình với kích cỡ màn hình trên 1m9 này. Cả cái chiều dài khi mà các bác có thùng ấy nó khoảng tầm 2m1, và khi bóc hộp ra thì chiều dài nó khoảng 1m90, và chiều cao nó khoảng tầm 1m, rơi vào tầm khoảng 1m4 các bác nhé, rơi vào xấp xỉ cả chân đế như vậy. Và con này thì sẽ có công nghệ màn QLED. Đây là công nghệ màn hình chống lượng tử hiển thị 100% giải màu mà Samsung trang bị cho thế hệ các dòng TV bắt đầu từ năm 2019 trở về đây. Cái này thì nó có cả cái công nghệ quan tâm HR 1500 nit, nó tạo ra cái độ tương phản, tạo ra cái độ sáng cực đại cho cái hiển thị. Với những cái màn hình lớn như vậy mà các bác để trong căn phòng rộng có nhiều ánh sáng ấy, thì chất lượng hiển thị ở trên Q80B nó cũng đã rất là ok rồi. Q80B của 2022 hiện tại đang bán với giá khoảng trừ hết quà đi và chỉ còn xấp xỉ 52.480.000 thôi, khoảng tầm 52.500.000. Và cái mẫu này nó sẽ vượt trội hơn so với các mẫu Q70B và Q60B. Những cái mẫu TV mà có cái thiết kế cái tấm màn nó mỏng như vậy thì đây là công nghệ LED viền. Còn đối với Q80B đó là công nghệ LED lền cao cấp. Phía sau lưng còn trang bị một cái khe tản nhiệt rất là lớn để cái quá trình mà mọi người sử dụng TV nó sinh nhiệt thì nó sẽ theo cái khe tản nhiệt để nó thoát ra ngoài, nó tạo cho cái độ mát cho những cái linh kiện, cho cái vi mạch ở đằng sau lưng của TV. Và cái mẫu Q80B này thì thường khi mà các bác dùng ấy, các bác xem những cái bộ phim qua các app như Netflix, xem những bộ phim có cái khung hình, có cái cảnh tối nhiều thì nó sẽ rất là sâu hình. Đặc điểm tiếp theo trên Q80B mà các bác cần để ý đó là con này còn hỗ trợ cả tần số quét 120Hz. Đấy. Với cái tần số quét 120 như vậy thì cái quá trình mà mọi người trải nghiệm những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh, chẳng như mọi người xem bóng này, hay đơn thuần là mọi người xem những cái cảnh phim hành động, có những cái cảnh đuổi rượt, cảnh thể thao mạo hiểm, ô tô đua, thì nó sẽ cho cái trải nghiệm nó mượt mà, không bị lag, không bị giật hình, giống như trên các cái dòng TV có cái công nghệ quét hình thấp hơn. Đi kèm Q80B còn có cả một cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mọi người không cần phải dùng pin. Muốn là gì? Muốn là dùng thì chỉ cần sạc độ vài phút thôi là các bác có thể dùng trong một thời gian rất là dài. Và đây là cái giao diện của cái hệ điều hành Tizen OS mới mà Samsung trang bị trên Q80B. Cái hệ điều hành này thì nó sẽ có cái bố trí các ứng dụng tại màn hình trung tâm, tạo ra cái trực quan, dễ dàng có thể quan sát, lựa chọn các chương trình để sử dụng, phục vụ nhu cầu xem phim, xem giải trí, xem thể thao trực tuyến. Trình duyệt web ở trên Q80B khá là mượt mà. Các bác có thể kết hợp với cả điều khiển từ xa hoặc chuột không dây cho cái trải nghiệm giống như đang lướt cái nội dung giải trí ở trên màn hình laptop hay máy tính vậy. Và cái cuối cùng mà cái quan trọng mà em muốn các bác quan tâm đó là khả năng kết nối các thiết bị ngoại vi từ cái Bluetooth 5.0, kết nối tai nghe không dây, kết nối loa Bluetooth, dàn loa âm thanh không cần cắm dây, và cả cái khả năng trình chiếu nội dung từ điện thoại iPhone, điện thoại Samsung hay các cái nội dung từ máy tính để bàn hay laptop lên Q80B không có gặp cái phải vấn đề khó khăn gì cả, vô cùng mượt mà và dễ dàng. Các cái chương trình được đề xuất trực tiếp ở bên ngoài, những chương trình được nhiều người xem, những bộ phim được nhiều người tìm kiếm thì cũng được bố trí tại khu vực này để mọi người có thể là giải trí được. Và với hệ điều hành Tizen OS thì theo 5 tháng các bác xem không cần phải mất nhiều công để cập nhật, và đơn thuần là dùng với cái độ ổn định không có lỗi lầm nên sẽ giúp cho cái trải nghiệm của các bác theo 5 tháng theo thời gian trở nên hoàn hảo hơn. Tuy nhiên thì với chiếc TV Samsung ấy, nó sẽ phù hợp cho các bác mà không am hiểu nhiều về công nghệ, mua TV dành cho gia đình, cả gia đình, các thành viên trong gia đình dùng, từ ông bà hoặc là các cái cháu nhỏ nó dùng nó dễ dàng. Còn đối với các bác mà thiên về công nghệ, muốn trải nghiệm một chiếc TV nó đặc sệt là gì, là hệ điều hành Android với khả năng tùy chỉnh cài cắm được rất là nhiều các ứng dụng từ bên trong kể cả bên ngoài, thì đó là 85x85K. Tiêu chí của hai chiếc TV 85 inch này thì đó là đều là những dòng TV có kích cỡ màn hình lớn, phân khúc cao cấp với công nghệ chống lượng tử. Thì trên thằng Samsung gọi là QLED, còn của Sony thì sẽ gọi là Chromeless Pro. Thì cái công nghệ Chromeless Pro này nó hiển thị hơn 1 tỷ sắc màu sống động, màu sắc thể hiện ở trên những chiếc TV mà có cái Chromeless ấy,
thì nó sẽ sống động, nó sẽ tươi sáng, nó sẽ rực rỡ hơn. Khác biệt với cả Q80B thì 85X85K sẽ có chân đế chống hai đầu theo kiểu đây, theo kiểu chữ V úp ngược. Nên là với cái con TV này ấy, mà các bác nào mà có không gian mà mặt kệ nó ngắn thì các bác phải cân nhắc. Bởi vì nếu mà mặt kệ ngắn, các bác muốn để kệ mà không muốn treo tường thì các bác nên lựa chọn con Q80B thay vì con X85K này. Trên Q80B có hỗ trợ tần số quét 120Hz kết hợp với các bộ giải trí chơi game, xem bóng, xem phim hành động, những cảnh đua nó cho cái mượt mà, cho cái quét hình cao, thì trên X85K cũng có công nghệ tương tự như vậy. Khác biệt ở hai thằng này không chỉ mỗi chân đế, mà cái điều quan trọng đó chính là cái hệ điều hành. Hệ điều hành ở trên Sony là hệ điều hành Android và có giao diện Google TV. Với hệ điều hành Android thì các bác nào mà am hiểu công nghệ và các bác muốn là gì, trải nghiệm cái kho ứng dụng giải trí với các hàng ngàn các ứng dụng trong kho ứng dụng của Google, thì đó chính là Android của Sony. Đấy, các bác tải xuôi từ kho ứng dụng này, danh mục ứng dụng được bố trí chia ra rất là rõ ràng và dễ dàng, rõ và dễ để có thể là gì, để có thể tìm được các ứng dụng phù hợp với nhu cầu. Đấy, mọi người có thể là gì, có thể cài thêm được các ứng dụng từ bên ngoài nữa bằng các file APK, những cái chương trình mà trong kho ứng dụng Google không có, thì với TV của Sony chạy hệ hành Android thì cũng có thể làm được điều đó, cài như bình thường. Điều thứ hai khác biệt nữa đó là ngoài hệ hành Android giao diện Google TV này ra, thì trên thằng X85K còn có cả công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay OK Google. Các bác ra lệnh cho TV mà không cần cầm điều khiển. Hai thằng thì đều có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt ba miền rồi. Nhưng trên Sony có thêm một công nghệ là nhiều khi là mỏi không cần cầm điều khiển, muốn ngồi một chỗ ra lệnh cho TV thôi, thì trên X85K sẽ làm được điều đó. Mã hàng này thì đang có giá thành rẻ hơn khoảng 2.700.000 so với cả cái thằng Q80B, 49 triệu một chút. Thì hai cái mẫu này nó lệch nhau 2.700.000. Cái yếu điểm của X85K chỉ là cái chân đế với các bác mà không có mặt kệ dài, còn vượt trội hơn là về hệ điều hành Android, vượt trội hơn về công nghệ tìm kiếm giọng nói rảnh tay, nhưng nó sẽ khó dùng hơn với gia đình mà có người mà chậm về công nghệ, không am hiểu, sử dụng nó không đơn giản mà dễ dàng, giống như trên hệ điều hành Tizen của Samsung. Và theo thời gian, theo năm tháng, khi bộ nhớ đầy, các ứng dụng cần phải cập nhật, khi mà có phiên bản mới thì mọi người cần phải biết cách để có thể truy cập vào cái mục hệ thống để có thể nâng cấp nó lên. Còn đối với TV của Samsung thì không cần phải nhiều bước khó khăn như vậy. Nên là theo bản thân em mà tư vấn cho các bác lựa chọn thời điểm hiện tại mà ưu tiên giá tốt này, rồi các bác muốn tìm một chiếc TV có tìm kiếm giọng nói rảnh tay ra và cả cái gì, cái hệ điều hành Android để có thể trải nghiệm những cái đặc sắc và kỳ thú của hệ điều hành cũng như kho ứng dụng phong phú, thì đó là 85X85K. 85X85K thiết kế tràn viền ba cạnh, xuất xứ Malaysia và có hỗ trợ tần số kết 120 với giá thành nhỉnh 49 triệu so với cả 52 triệu 500 của 85Q80B. Thì các bác có thể so sánh hai cái phân khúc này, hai cái model này để có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng lựa chọn TV 85 inch cho gia đình. Đã mua thì mua hẳn dòng cao cấp, chứ nếu các bác bỏ ra khoảng 3-40 triệu đi trải nghiệm những cái dòng TV nó chưa có thương hiệu, rồi cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ hướng dẫn bảo hành sau bán nó kém ấy, thì khá là bực mình. Đấy, thì em chia sẻ rất là nhanh để mọi người có thể nắm được. Đấy, hai mẫu TV em nhắc lại nhá, 85Q80B của 2022, 85X85K thì giá thành nó nhỉnh khoảng tầm 2.700.000, nhỉnh 49 triệu cho Sony và nhỉnh 52 triệu cho Samsung. Đấy, các bác có thể đặt hàng qua hotline 0974 17 85 56 và truy cập website ecomart.vn để được hỗ trợ. Đấy, cảm ơn mọi người.